Cô chào các con. Tiết toán ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài bài toán giải bằng hai phép tính. Thì qua bài học này, cô sẽ giúp các con làm quen với bài toán giải bằng hai phép tính và bước đầu biết giải và trình bày bài giải nhé. Vậy như thế nào là bài toán giải bằng hai phép tính? Các con hãy nhìn lên màn hình và đọc đề giúp cô nhé. Bài toán 1. Hàng trên có 3 cái kèn. Hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 cái kèn. Hỏi câu A nhỏ, hàng dưới có mấy cái kèn? Câu B nhỏ, cả hai hàng có mấy cái kèn? Các con hãy đọc thật kỹ đề bài nhé. Các con thấy rằng ở đây các con thấy hàng trên có 1, 2, 3 cái kèn và hàng dưới có nhiều hơn hàng trên là 2 cái kèn. Thì nhìn vào hình ảnh trực quan thì chúng ta cũng có thể trả lời được ngay câu hỏi A nhỏ của bài toán, đúng không nào? Nhưng bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt đề toán để các con có thể hiểu kỹ hơn nữa nhé. Ở đây bài toán cho mình biết là có hai hàng nè. Đầu tiên là hàng trên có 3 cái kèn. Cô sẽ vẽ một đoạn thẳng biểu diễn cho số kèn ở hàng trên, đó là 3 cái kèn. Cô chia cái đoạn thẳng này thành 3 phần bằng nhau và mỗi phần đoạn thẳng chính là 1 cái kèn. Còn hàng dưới, các con thấy hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 cái kèn. Như vậy đoạn thẳng biểu diễn cho số kèn hàng dưới phải dài hơn đoạn thẳng ở hàng trên và dài hơn 2 cái kèn. Như vậy là cô đã biểu diễn xong yếu tố mà đề bài cho rồi. Còn yếu tố đề bài hỏi thì sao nè? Các con nhìn lên màn hình. Đề bài hỏi hàng dưới có mấy cái kèn? Như vậy chúng ta sẽ ghi hỏi chấm kèn vào đoạn thẳng biểu diễn cho số kèn ở hàng dưới nè, được chưa? Còn ở câu B, người ta hỏi cả hai hàng có mấy cái kèn. Vậy thì ở đây cô sẽ dùng hoặc nhọn để bao gộp cả hàng trên và hàng dưới. Cô sẽ đặt hỏi chấm kèn, được chưa nào? Thì bây giờ các con hãy nhìn vào sơ đồ tóm tắt. Chúng ta đã có thể trả lời được câu hỏi A nhỏ là hàng dưới có mấy cái kèn, đúng chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài giải của mình nhé. Câu A nhỏ, đề bài hỏi hàng dưới có mấy cái kèn. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm số cái kèn hàng dưới có là. Các con thấy hàng dưới có nhiều hơn 2 cái kèn. Vậy thì đây chính là bài toán nhiều hơn, đúng không nào? Chúng ta sẽ lấy 3 cộng 2 bằng 5 cái kèn. Vậy thì chúng ta đã hoàn thành câu A. Ở câu B, đề bài hỏi cả hai hàng có mấy cái kèn. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm số cái kèn cả hai hàng. Ở câu B, các con thấy chính là dạng toán tính tổng, đúng chưa nào? Chúng ta là sẽ lấy số kèn ở hàng trên cộng với số kèn nhiều hơn. Vậy thì chúng ta sẽ lấy 3 cộng 5 bằng 8 cái kèn. Vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong câu B. Bây giờ chúng ta có thể viết đáp số. Câu A là 5 cái kèn, câu B là 8 cái kèn, được chưa nào? Vừa rồi chúng ta đã giải xong bài tập 1. Bây giờ các con hãy nhìn lại tổng quát bài tập 1. Các con hãy nhìn lại tổng quát bài tập 1 một lần nữa nhìn giùm cô nhé. Từ đề bài cho tới tóm tắt nè và bài giải của bài toán nè, chúng ta thấy rằng bài toán 1 chính là sự kết hợp của hai bài toán.
Bài toán về nhiều hơn khi ta tính số kèn ở hàng dưới nè, đúng chưa nào? Và bài toán tính tổng khi ta tính tổng số kèn của cả hai hàng, đúng chưa nào? Bài toán này được thể hiện dưới câu hỏi A nhỏ và B nhỏ để giúp các con làm quen với bài toán giải bằng hai phép tính. Vậy các con phải hiểu được như thế nào là bài toán giải bằng hai phép tính? Bài toán giải bằng hai phép tính đó chính là sự kết hợp giữa hai bài toán. Do đó các con cần phải đọc thật kỹ đề bài, suy luận thật chặt chẽ, chính xác và cẩn thận. Các con phải biết tính cái gì trước để tìm ra cách giải của bài toán các con nhé. Khi các con đã được làm quen với cách giải bài toán bằng hai phép tính rồi, thì bài toán sẽ được thể hiện dưới dạng đề bài như sau. Bài toán 2, bể thứ nhất có 4 con cá. Bể thứ hai có nhiều hơn bể thứ nhất 3 con cá. Hỏi cả hai bể có bao nhiêu con cá? Các con hãy đọc kỹ đề bài, gạch chân những cụm từ quan trọng để thể hiện những yếu tố nào mà đề bài đã cho, hoặc là những yếu tố nào đề bài chưa biết cần phải tìm là gì các con nhé. Thì sau khi mà các con đã đọc kỹ đề bài, chúng ta sẽ tiến hành tóm tắt. Các con có thể tóm tắt bằng sơ đồ động thẳng hoặc là tóm tắt bằng lời văn cũng được. Miễn sao chúng ta thể hiện được trọng tâm của bài toán là được rồi các con nhé. Đề bài cho hai bể cá nè. Bể thứ nhất có 7 con cá, có 4 con cá. Cô sẽ vẽ một đường thẳng biểu diễn cho số cá ở bể thứ nhất là 4 con. Ở bể thứ hai thì nhiều hơn bể thứ nhất là 3 con cá. Vậy thì cô sẽ biểu diễn bằng một đoạn thẳng dài hơn đoạn thẳng ở bể thứ nhất là 3 con cá nè. Và đề bài hỏi cả hai bể có bao nhiêu con cá? Cô sẽ dùng dấu ngoặc nhọn bao gồm cả hai bể. Chúng ta sẽ đặt dấu hỏi chấm con cá. Thì quan sát tóm tắt, các con thấy rằng đề bài không kêu chúng ta tính số cá ở bể thứ hai. Nhưng mà các con thấy để tính được số cá ở cả hai bể như đề bài hỏi thì chúng ta phải phải biết số cá ở mỗi bể đúng không nào? Mà số cá ở bể thứ nhất thì chúng ta đã biết rồi là 4 con rồi nè. Tuy nhiên ở bể thứ hai thì đề bài không nói rõ cho chúng ta biết là bao nhiêu con. Vậy thì phép tính đầu tiên của chúng ta phải đi tìm đó chính là đi tìm số cá ở bể thứ hai là vậy. Thì chúng ta sẽ dùng bài toán dạng nhiều hơn để tìm số cá ở bể thứ hai đúng không nào? Chúng ta sẽ lấy 4 cộng 3 bằng 7 con cá. Sau khi biết số cá ở mỗi bể rồi thì chúng ta có thể dễ dàng tính được số cá ở cả hai bể đúng không nào? Chúng ta sẽ tìm số cá ở cả hai bể bằng phép tính 4 cộng 7 bằng 11 con. Đáp số 11 con cá. Như vậy ở bài toán 2 cũng được giải bằng hai phép tính. Các con thấy phép tính thứ nhất chúng ta đi tìm số cá ở bể thứ hai. Thì đây là bài toán ở dạng nhiều hơn đúng không nào? Sau đó chúng ta sẽ đi tìm số cá ở cả hai bể cũng chính là bài toán tính tổng. Thì chúng ta sẽ tìm được đáp án của bài toán chính là 11 con cá. Vậy thì các con thấy phép tính thứ nhất chính là điều kiện cần để chúng ta thực hiện được phép tính thứ hai, các con nhớ nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài toán thứ ba các con nhé. Một cửa hàng ngày thứ bảy bán được 6 xe đạp, ngày chủ nhật bán được số xe đạp gấp đôi số xe đạp trên. Hỏi cả 2 ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu xe đạp? Các con hãy đi gạch chân những cụm từ quan trọng nhé. Bạn nào cho cô biết đề bài cho mình biết điều gì rồi nè? Đúng rồi, đề bài cho mình biết một cửa hàng ngày thứ bảy bán được 6 xe đạp, ngày chủ nhật bán được số xe đạp gấp đôi số xe đạp trên, đúng không nào? Thế đề bài hỏi gì? Đề bài hỏi cả 2 ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu xe đạp. Bây giờ các con hãy tự mình tóm tắt đề bài vào vở nhé. Thứ bảy, cửa hàng bán được 6 xe đạp. Cô sẽ biểu diễn bằng một đoạn thẳng. Và ngày chủ nhật bán được gấp đôi, cô sẽ biểu diễn bằng một đoạn thẳng dài gấp đôi đoạn thẳng trên nè. Và đề bài hỏi chúng ta điều gì? Đề bài hỏi chúng ta là cả 2 ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu xe đạp, đúng không nào? Vậy thì cô sẽ dùng ngoặc nhọn để bao gộp lại cả 2 ngày, chúng ta đặt dấu hỏi chấm xe. Vậy thì chúng ta đã hoàn thành phần tóm tắt của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giải bài toán nhé. Nhìn vào đề bài, các con thấy rằng để biết cả 2 ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu xe đạp thì chúng ta phải biết mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu xe, đúng không nào? Vậy thì các con nhìn vào sơ đồ tóm tắt, các con thấy ngày thứ bảy đề bài đã cho mình biết rồi là 6 xe nè, nhưng mà ngày chủ nhật đề bài chưa nói rõ là bán được bao nhiêu xe, cho nên lời giải thứ nhất chúng ta sẽ phải đi tìm đó chính là số xe đạp bán ngày chủ nhật. Các con thấy để đi tìm số xe đạp bán được trong ngày chủ nhật thì đây là bài toán dạng gấp một số lên nhiều lần, đúng không nào? Bởi vì đề bài cho mình biết là ngày chủ nhật bán gấp đôi số xe đạp của ngày thứ bảy, thì đây là bài toán gấp một số lên nhiều lần. Chúng ta sẽ thực hiện phép tính 6 nhân 2 bằng 12 xe. Sau khi tìm được số xe đạp của mỗi ngày rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng đi trả lời câu hỏi của đề bài, đúng không nào? Chúng ta sẽ đi tìm số xe đạp bán trong cả 2 ngày bằng bài toán tính tổng. Chúng ta sẽ lấy số xe đạp của ngày thứ bảy là 6 xe đạp cộng với số xe đạp bán được ngày chủ nhật là 12, thì chúng ta sẽ tìm được đáp số là 18 xe đạp. Thì qua bài học ngày hôm nay, các con đã hiểu được như thế nào là bài toán giải bằng hai phép tính rồi, đúng không nào? Đó chính là sự kết hợp giữa hai bài toán. Trong đó bài toán thứ nhất có thể là bài toán dạng nhiều hơn nè, hoặc là dạng bài toán ít hơn, hoặc là dạng bài toán gấp một số lên nhiều lần, hoặc có thể là những dạng toán khác nữa, đúng không nào? Do đó các con phải nắm vững các dạng toán đã học để vận dụng linh hoạt vào bài tập nhé. Cô chúc các con một ngày học tập thật là tốt. Cô chào các con.